Xin chào các anh yêu thích bật lửa đẹp của Ambe Shop. Thì video ngày hôm nay Ambe Shop sẽ giới thiệu tới các anh top 4 chiếc bật lửa Zippo chính hãng Mỹ thuộc dòng Amo vỏ dày được bán chạy nhất tại Ambe Shop trong thời gian vừa qua các anh ạ. Rất đẹp cũng như cực kỳ độc lạ và rất là sang trọng luôn. Thì sau đây em và các anh chúng ta sẽ cùng đi đến 4 sản phẩm này của chúng ta luôn các anh ạ. Rất là đẹp luôn các anh ạ. Một chiếc Zippo có gam màu vàng đồng trơn bóng rất là đẹp, và một chiếc có gam màu vàng bụi, và một chiếc có gam màu vàng trơn xước cả nhà, và chiếc cuối cùng đó là một chiếc có gam màu bạc bóng danh nhân, rất đẹp đúng không ạ? Các anh mình có thể bật chế độ Full HD lên để mình có thể quan sát chi tiết từng góc cạnh của 4 mẫu Amo bán siêu chạy tại Ambe Shop này các anh nhà, rất là đẹp luôn đúng không ạ? Thì sau đây em và các anh chúng ta sẽ cùng đi đến từng sản phẩm để các anh mình có thể quan sát chi tiết từng góc cạnh của các mẫu và lý do tại sao mà các mẫu này lại được bán chạy nhất như vậy các anh nhỉ. Đầu tiên đó là một chiếc Zippo thuộc dòng Amo với mã hàng là 167. Rất đẹp đúng không ạ? Gam màu bạc bóng danh nhân. Cực kỳ đẹp luôn. Đặc biệt là đối với những anh mà mình thuộc mệnh kim thì mình lựa chọn mẫu này thì quá là tuyệt vời luôn đúng không ạ? Rất là đẹp và cực kỳ thanh lịch luôn. Mình có thể quan sát các chi tiết nhé. Mình có thể quan sát các chi tiết giúp em các anh nha. Mình có thể quan sát giúp em mộc đáy ạ. Mộc đáy là mộc đáy lồi các anh nha. Thuộc dòng Amo thì ở đây sẽ có ký hiệu Amo, rất tuyệt vời. Mẫu này thì chất liệu được làm bằng chôm các anh nha. Được làm bằng chôm. Mình có thể quan sát giúp em các cái chi tiết và cũng như các góc cạnh của cái mẫu bạc bóng này giúp em. Cực kỳ đẹp luôn đúng không ạ? Và tiếng kêu thì cũng rất là tuyệt vời các anh ạ. Tiếng kêu cũng rất là tuyệt vời luôn. Đây là một trong những mẫu được các anh lựa chọn rất là nhiều bởi cái gam màu bạc rất thanh lịch cũng như là cái dòng Amo này. Thì cũng rất là nhiều anh thích bởi vì là cho các anh cảm giác cầm nắm rất là đầm tay. Cũng như là cái tiếng kêu nó sẽ nghe nó. Nhiều anh thì lại thích tiếng kêu của các cái dòng thường, còn nhiều anh lại rất là thích cái dòng Amo này. Nên là đây là một trong những mẫu cũng được các anh lựa chọn rất là nhiều. Bởi các anh rất là thích cái tiếng kêu của dòng Amo này. Cũng như là cái thiết kế và cái cảm giác cầm nắm nó hơi đầm tay hơn một chút. Nên là các anh rất là thích. Và cái da màu này thì nó rất là thanh lịch cũng như là không hề kén người dùng. Nên là được các anh lựa chọn rất là nhiều các anh ạ. Rất là đẹp luôn. Và đặc biệt là các mẫu Amo này thì đều thuộc dòng trơn các anh ạ, đều là các mẫu trơn. Đây là các cái mẫu này thì được các anh lựa chọn rất là nhiều bởi vì là các anh lựa chọn để khắc tên cũng như là số điện thoại của mình lên để tránh bị mất đấy ạ. Bởi vì là chơi đồ độc lạ thì các anh thường rất là hay bị mất, bởi vì chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là mình đã bị mất rồi. Nên là em đã khuyên các anh cũng như là các anh đã lựa chọn rất là nhiều để khắc tên, số điện thoại cũng như là khắc những cái hình ảnh hay là họa tiết mà các anh yêu thích lên chiếc bật lửa yêu quý của mình đấy ạ. Rất là tuyệt vời luôn. Các anh mình hoàn toàn có thể tự do sáng tác những cái họa tiết lên cái tác phẩm của mình khi mà mình đã sở hữu rồi, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Chiếc thứ hai đó chính là một chiếc của mã hàng là 168 các anh nhỉ. Chiếc này thì có gam màu vàng đồng. Gam màu vàng đồng và chất liệu cũng là đồng nguyên khối luôn các anh nhỉ. Chất liệu đồng luôn, các anh mình hoàn toàn yên tâm, bền đẹp theo thời gian. Hoàn toàn yên tâm giúp em các anh nhá. Mộc đáy là mộc đáy lồi các anh nhỉ. Thuộc dòng Amo này thì mộc đáy đa phần là mộc đáy lồi. Mộc đáy lôi mình có thể quan sát giúp em cái bản lề. Họa tiết trơn thế này giúp các anh sử dụng mà mình không hề lo bị xước. Khi mà có vệt xước thì các anh mình cũng không hề lo là bị quá lộ đâu ạ. Rất là tuyệt luôn. Những anh mà mình hay phải ra ngoài hay là mình làm việc ở ngoài trời thì các anh cũng lựa chọn rất là nhiều cái mẫu này, bởi vì là giúp các anh tránh lộ những cái vết xước. Cũng như là nhiều anh thì mình lại thích cái họa tiết xước như thế này. Nó cũng rất là độc đáo, cũng như là cực kỳ là đẹp luôn. Rất là đẹp luôn đúng không ạ? Và các anh mình lưu ý giúp em, mẫu này là mẫu ruột vàng các anh nhỉ. Mẫu ruột vàng. Và em thấy rất là nhiều anh mình nói rằng ruột có phải là ruột đồng không? Thì em lưu ý với các anh nhá. Ruột là ruột có màu vàng được các anh nhỉ, không phải là ruột đồng. Zippo thì chưa có cái mẫu nào là ruột đồng đâu, nên là các anh mình lưu ý giúp em nhá. Zippo chỉ có ruột màu vàng và ruột màu bạc thôi. Nên là các anh mình lưu ý giúp em nhá. Ở đây mình có thể quan sát chi tiết góc cạnh giúp em. Rất là đẹp đúng không ạ? Các cái bộ phận cũng như là các cái Zippo Ambe Shop cung cấp thì đều là hàng chính hãng 100%. Nên là các anh mình hoàn toàn yên tâm sở hữu cũng như là lựa chọn giúp em nha. Hoàn toàn yên tâm giúp em, cam kết hàng chính hãng 100%. Và tiếp theo thì em sẽ đi đến mẫu thứ ba các anh nhỉ. Mẫu thứ ba này thì có gì nổi bật ạ? Mẫu thứ ba này là cái họa tiết thiết kế cũng là trơn, nhưng mà cái mẫu này thì em khẳng định với các anh là mình càng dùng càng mới luôn, không hề lo bị cũ các anh nhà, và cũng không hề lo bị xước hay gì đâu ạ. Bởi vì cái mẫu này thiết kế của nó vốn dĩ là kiểu hơi già cổ cũng như là hơi phay xước rồi, nên là mình không hề lo bị xước hay là khi mà các anh mà có lỡ làm xước thì cũng không hề lộ một chút nào các anh ạ. Rất đẹp luôn.
và cái tiếng kêu rất tuyệt vời đây nha. Rất là đẹp luôn đúng không ạ? Mẫu này thì cho các anh cảm giác rất là có một cái gì đó rất là bụi bặm và rất là phong trần luôn. Được các anh lựa chọn rất là nhiều và không hề kén người dùng, kể cả những bạn trẻ cũng như là những anh mà tầm trung tuổi hay là những anh mà mình hay đi phượt thì mẫu này cũng được các anh lựa chọn rất là nhiều, bởi cái họa tiết cũng như là cái thiết kế và tiếng kêu cũng như là với cái thiết kế này thì tạo cho các anh một cái cảm giác cũng như là một cái phong cách rất là riêng luôn, cực kỳ đẹp và cũng là cực kỳ là chất luôn đúng không ạ? Mộc đáy là mộc đáy lồi các anh nha, rất đẹp đúng không ạ? Ruột của mẫu này cũng là ruột vàng luôn các anh nhá, ruột vàng luôn ạ. Thì sau đây em sẽ đi đến qua mẫu cuối cùng của chúng ta, đó chính là một chiếc Amor có gam màu vàng bóng. Gam màu vàng bóng này thì được các quý ông lựa chọn cũng rất là nhiều, bởi vì là cái thiết kế vàng bóng rất là đơn giản nhưng cực kỳ là sang trọng cũng như là rất là đẹp mắt như thế này, cực kỳ sang luôn các anh nhá. Mình có thể quan sát giúp em, cực kỳ đẹp và cực kỳ là sang trọng luôn. Zippo vỏ giày này thì cho các anh cảm giác cầm nắm thì rất là vừa tay cũng như là rất là đầm tay luôn. Cái tiếng kêu của nó thì em nghe em cũng rất là thích. Nhưng mà cũng còn tùy người các anh ạ. Có những anh thì mình lại rất là thích cái tiếng kêu của cái dòng Classic, dòng cơ bản ấy ạ. Còn em thì em lại rất thích cái dòng Amor này. Tiếng kêu rất là hay luôn, em rất là thích. Và cái cảm giác cầm nắm cũng rất là đầm tay luôn. Ở đây thì mẫu này là mã hàng là 169 các anh nhỉ. Mẫu này rất là đẹp luôn. Các anh mình có thể hoàn toàn lựa chọn bộ đôi này để sở hữu rất là tuyệt đúng không ạ? Mình có thể thay đổi khi mà mỗi lần mình ra ngoài mình cũng có thể lựa chọn em màu vàng hoặc là em màu bạc các anh nhá. Mẫu này thì chất liệu cũng được làm bằng đồng nguyên khối nên là các anh mình hoàn toàn yên tâm giúp em nha. Chất liệu bằng đồng nguyên khối rất bền đẹp luôn, không lo bay màu các anh nhá. Em cam kết với các anh là không hề bay màu hay là bong chóc gì các anh nhá, không lo đâu ạ. Các anh hoàn toàn yên tâm sử dụng giúp em nha, không hề lo lắng gì đâu nha. Rất đẹp và cũng như là cực kỳ chất lượng luôn, nên mình hoàn toàn yên tâm giúp em. Zippo thì là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng cũng như là cái giá trị sử dụng mang lại rất là tốt rồi, nên là các anh mình hoàn toàn yên tâm. Trên đây là 4 mẫu Zippo thuộc dòng Amor vỏ giày, được các anh lựa chọn rất là nhiều tại AB Shop, thì các anh mình cũng có thể tham khảo qua giúp em để mình có thể lựa chọn cho mình một chiếc Zippo thuộc dòng Amor các anh nha. Nếu mà anh nào mình đang muốn tìm kiếm một chiếc Amor thì đây là 4 gợi ý cho các anh đấy ạ. Rất tuyệt vời cũng như là cực kỳ đẹp và cực kỳ phong cách luôn. 4 mã hàng, mã đầu tiên đó chính là 167, các anh nhớ giúp em nha. Mẫu bạc bóng doanh nhân này, mẫu bạc trơn bóng doanh nhân này có mã hàng là 167 các anh nhá. 167 các anh nhớ giúp em nha. Mẫu này có mã hàng là 168, màu vàng xước các anh nhá. Màu vàng trơn xước có mã hàng là 168. Và mẫu bụi bặm phong trần này có mã hàng là 28496 các anh nha. Và mẫu cuối cùng vàng bóng đẳng cấp và cực kỳ là chất như thế này thì có mã hàng là 169 các anh nha. Anh nào mà kết mẫu nào thì mình có thể comment số điện thoại ở bên dưới. AB Shop sẽ liên hệ lại tư vấn cũng như là giao hàng cho các anh trên toàn quốc. Hoặc để tiết kiệm thời gian của các anh thì mình có thể chủ động liên hệ các số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình giúp em các anh nha. Xin cảm ơn các anh rất là nhiều ạ.